móc cái bông hoa này mình sẽ sử dụng sợi cô tông Việt Nam 1 mm, mình sẽ chập 2 sợi. Kim móc mình sử dụng là đầu 1.9 ha. Bây giờ các bạn trước tiên là các bạn sẽ móc lên cho mình một móc lên cho mình 5 mũi móc bính. 1 2 3 4 5. Rồi mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Mình kết một mũi trượt. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 5 bính, 1 2 3 4 5. Rồi, các bạn sẽ móc vào trong cái ô tròn này, trong cái lỗ này nè. Móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn sẽ lên cho mình 2 bính. Móc một kép. 2 bính. Một kép. 2 bính. Một kép. Tương tự các bạn móc đến khi nào mà mình có được 10 cái ô như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi nè. Mình bị dư rồi. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi, một cái ô mình kết qua đây nữa là được 10. Kết qua đây một mũi móc trượt. Mình có được 10 cái ô. Rồi bây giờ ở đây các bạn sẽ móc lên cho mình 3 bính. Rồi các bạn sẽ móc vào cái ô này, cái ô này cho mình 1 2 3 4 mũi móc kép, tính luôn mũi bính là cái mình ở đây mình có 5 mũi ha. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ móc vào cái dây này. Mình sẽ móc vào cái dây này mũi kép luôn. 1 2 3 4 5. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc một mũi móc kép vào trong cái lỗ này. Đây, vào trong cái lỗ trống này. Đây. Mình sẽ móc vào đây một mũi kép. Rồi tiếp tục, mình sẽ móc vào cái sợi dây này 5 mũi kép. Mình sẽ móc một mũi kép vào trong cái chỗ này nha. Đó, với cái vòng tròn này. Một mũi kép.
Rồi các bạn lại móc tương tự 5 kép vào cái dây kép này, rồi 5 kép vào cái dây trên đây, rồi tiếp tục vòng 5 kép về đây ha. Các bạn có móc tương tự ở những cái cánh còn lại ha. Rồi ở đây sau khi mình móc được cái cánh cuối cùng ha, mình sẽ kết qua bên đây một cái móng trượt. Đây mình sẽ không kết nha, mình cắt chỉ là mình dùng cái kim foil. Rồi các bạn rút cái này qua luôn. Sẽ đâm từ trên xuống cái chân mình này, nó sẽ liền nha. Ở đây các bạn sẽ khâu những cái gốc này lại với nhau ha. Cái gốc này bông hoa sau khi mình tả móc hoàn chỉnh. Xin chào các bạn nhé.